Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Đức Thánh Cha Francisco hướng đến Đức Mẹ tháo gỡ núi thắt ở cuối tháng lần hạt để xin chấm dứt đại dịch. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Giáo Hoàng đã chủ sự việc đọc kinh Mân Côi trong vườn Vatican giữa tiết trời mát mẻ vào ngày 31 tháng 5 trước một bức ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh đang tháo các nút thắt được mang từ Augsburg, Đức sang. Chuỗi Mân Côi đánh dấu sự kết thúc của cuộc marathon cầu nguyện trên toàn thế giới mà Đức Giáo Hoàng đã khởi động vào ngày 1 tháng 5 tại đền thờ Thánh Phêrô. Vào mỗi ngày diễn ra sự kiện, một đền thờ Công giáo khác nhau trên khắp thế giới đã lần hạt Mân Côi. Ngôi đền đầu tiên trong số 30 ngôi đền này là đền Thánh Đức Mẹ Washingham ở Anh. Tiếp theo là đền thờ Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế và Đức Mẹ ở Ilili, Nigeria, đền thờ Chasnagora ở Ba Lan và Vương cung Thánh đường Truyền tin ở Nazareth. Đền thờ Đức Mẹ Hòa Bình của Medjugorje là đền thờ thứ 15 tham gia cuộc marathon lần hạt. Tháng lần chuỗi Mân Côi cuối cùng được bắt đầu bằng một cuộc rước long trọng hình Đức Mẹ Maria tháo gỡ nút thắt trong vườn Vatican. Đức cha Bertram Johannes Meyer của Augsburg dẫn đầu đoàn rước cùng với các trẻ em Ý mới được rước lễ lần đầu hoặc được thêm sức, cũng như các thành viên của một nhóm hướng đạo từ Roma. Đức Thánh Cha Francisco đã cổ vũ lòng sùng kính đối với Đức Maria với danh hiệu Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt kể từ khi Ngài bắt gặp bức ảnh gốc khi học ở Đức, và đã truyền bá bức ảnh này ở quê hương Á Căn Đình và sau đó trên toàn thế giới khi được bầu vào ngôi giáo hoàng. Bức tranh của Johann Georg Michael Smidner được đặt tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Augsburg, miền Nam nước Đức. Bức ảnh được hoàn thành vào khoảng năm 1700, cho thấy Đức Maria đang gỡ các nút thắt trong một dải rìa băng dài màu trắng, trong khi chân Đức Mẹ đạp lên đầu một con rắn đang cuộn tròn trong các nút thắt. Một số đền thờ trên khắp thế giới được kết nối trực tiếp với chuỗi Mân Côi trong vườn Vatican, bao gồm Vương cung Thánh đường Notre Dame de Boulogne ở Nanterre, Pháp, Đức Mẹ Sầu Bi ở Quibejo, Rwanda và đền thờ quốc gia Đức Mẹ Lộ Đức ở Cafi, Tô Cách Lan. Mở đầu Đức Thánh Cha nói: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel corso di questo mese di maggio, con tanti fedeli ci siamo uniti in preghiera con vari santuari sparsi nel mondo intero e a te dedicati,
Trong tháng năm này, cùng với nhiều tín hữu, chúng con đã tham gia cầu nguyện với nhiều đền thờ khác nhau, rải rác trên khắp thế giới được dành để kính Đức Mẹ, Mẹ Maria, Mẹ Thánh của chúng con. Chúng con đã cầu xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con cùng con Mẹ là Chúa Giêsu. Mỗi ngày, khi cầm trên tay chuỗi mân côi, chúng con hướng mắt về Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, cầu xin đại dịch có thể chấm dứt và nhân loại có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày với sự an toàn hơn. Chiều nay, chúng con tụ họp trước mặt Mẹ, Mẹ đồng trinh của chúng con, được tôn kính trong hình ảnh này như một người cởi trói. Trên thực tế, có rất nhiều nút thắt ràng buộc cuộc sống và hoạt động của chúng con. Đó là những nút thắt của sự ích kỷ và thờ ơ, những nút thắt về kinh tế và xã hội, những nút thắt của bạo lực và chiến tranh. Nhờ sự vâng lời, Mẹ đã cởi được nút thắt về sự không vâng lời của Eva. Nhờ đức tin của Mẹ, Mẹ đã cởi bỏ những gì mà Eva đã ràng buộc bằng sự bất tín của mình. Lạy Thánh Mẫu, chúng con cầu xin Mẹ tháo gỡ những nút thắt đang áp bức chúng con về vật chất và tinh thần, để chúng con vui mừng làm chứng cho con Mẹ và Chúa chúng con, Chúa Giêsu Kitô. Dinanzi a nuove forme di solitudine e di abbandono che si sono venute a creare in questo tempo, con anziani trascurati e isolati, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương sự hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ave Maria, kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Frutto il tuo seno, Gesù. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. A
Ave Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót lớn. Secondo mistero gaudioso. Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Thứ hai thì nhân đức bà đi viếng bà thánh Elisabetta xin cho được lòng yêu người. Maria, Padre nostro che sei nei cieli. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ave Maria, kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Allora. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Ave Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, Chúa chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ave Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, Chúa chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hắn đã tái sinh cho được lòng khó khăn. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria. Piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin
đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Thứ bốn thì ngắm Đức Bà dâng lên Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu ý. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena kính di grazia, mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa te. Trời ở cùng tu bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, kính il Signore Maria, è con te. Đầy ơn phúc, tu Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave o Maria, kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Gesù. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ năm thì ngắm Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được sự nghĩa cùng Chúa luôn. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazie. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazie. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazie. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazie. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tăng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng Giêsu con. Xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót thương. Vào cuối năm chục kinh, Đức Giáo Hoàng đã đội một chiếc vương miện cho hình ảnh của Đức Maria tháo gỡ nút thắt. Ci siamo rivolti a Maria, nostra madre, affidando a lei alcuni nodi della nostra esistenza che si sono creati a seguito della pandemia. Come segno della nostra totale fiducia e dedizione, il Santo Padre imporrà ora la corona legale all'immagine della Beata Vergine Maria che scioglie i nodi. Questo gesto ci ricorda che Maria è l'umile serva del Signore,
attraverso le sue parole all'angelo Gabriele: si faccia di me secondo la tua parola, ha compiuto la volontà di Dio, sperimentando i nodi difficilissimi nella propria vita, come la fuga in Egitto o la morte del proprio figlio, Cristo Signore nostro, inchiodato alla croce. Innalzata alla gloria del cielo, la nostra Madre Santa, ministra di pietà e regina d'amore, continua la sua missione di salvezza. Benedetto sei tu, Signore, Dio del cielo e della terra, che nella tua giustizia e misericordia disperdi i superbi e esalti gli umili. Di questo tuo meraviglioso disegno ci hai offerto il modello perfetto nel Verbo fatto uomo e nella sua Vergine Madre. Cristo, tuo Figlio, che si è umiliato volontariamente fino alla morte di croce, risplende nell'eterna gloria e siede alla tua destra, Re dei Re e Signore dei Signori. Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con phó thác chúng con cho Mẹ là sức khỏe của các bệnh nhân. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã hiệp thông trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu với một đức tin kiên vững. Lạy Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Mẹ biết điều chúng con cần, và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con. Để giống như ở Cana miền Galilee, niềm vui và lễ hội sẽ trở lại sau thời gian thử thách này. Lạy Mẹ của tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con để chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo chúng con. Ngài là đấng đã gánh lấy trên mình Ngài các nỗi đau của chúng con và Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con để qua thánh giá đưa chúng con đến niềm vui phục sinh. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu dưới sự che chở của Mẹ. Xin Chúa chê chớ bỏ lời cầu xin của chúng con đang trong cơn thử thách, và thân lạy Đức Trinh Nữ Vinh Hiển đầy ơn phúc, xin giải thoát chúng con khỏi mọi nguy hiểm. Amen.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Sau khi ban phép lành cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn Hội đồng Giáo hoàng Cổ Võ Tân Phúc Âm Hóa đã tổ chức cuộc marathon lần hạt và bày tỏ sự hài lòng về sự tham gia đông đảo của sự kiện này. Ngài khuyến khích người Công giáo tiếp tục cầu nguyện để bảo vệ toàn thế giới khỏi đại dịch. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.